Xin chào anh em, hôm nay AutoShop sẽ giới thiệu đến anh em video hướng dẫn sử dụng thiết bị Remap Tool PC, một thiết bị Remap cho các dòng xe ACG trên máy tính. Hôm nay sẽ giới thiệu tiếp đến anh em một cái chức năng khác của bộ thiết bị Remap Tool này, đó là chức năng ập Smart Key trên các dòng xe trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key của Honda. Chức năng này có tác dụng gì? Thì chức năng này thì có những cái tác dụng như sau. Thứ nhất là anh em có thể thay thế mã phụ tùng. Tức là anh em muốn thay thế cái eSIM có Smart Key cho cái xe không Smart Key mà chúng ta không có sẵn chẳng hạn. Thứ hai là chúng ta ập Smart Key trong trường hợp yêu cầu khách hàng muốn chuyển từ khóa Smart Key sang khóa thường. Cái chức năng thứ ba là chúng ta thực hiện chức năng ập Smart Key để gọi là cứu hộ nhanh trong trường hợp hệ thống Smart Key của chúng ta bị lỗi mà chúng ta chưa biết nguyên nhân hoặc là chúng ta chưa tìm ra lỗi mà chúng ta muốn khắc phục nhanh, thì chúng ta sẽ vào chức năng ập Smart Key để giải quyết nhanh xe cho khách, thì sau đó chúng ta sẽ kết hợp sửa chữa sau. Hiện tại thì tôi đang có chiếc xe Blade đời 2019. Hiện tại xe đang bị lỗi hệ thống khóa Smart Key, đang bị không đồng bộ giữa ECU và eSIM động cơ. Sau đây tôi sẽ thực hiện chức năng ập Smart Key trên cái thiết bị Remap Tool PC trên máy tính. Tôi sẽ quay lại xe cho anh em quan sát hiện tượng của xe đang bị không đồng bộ. Anh em quan sát. Xe đang bị tình trạng là không đồng bộ eSIM giữa ECU và eSIM động cơ. Còi kêu 4 lần đồng thời, đèn Smart Key nháy 4 lần. Sau đây tôi sẽ ập Smart Key trên dòng xe này bằng thiết bị Remap Tool PC trên máy tính. Ok, đây là thiết bị bao gồm một cáp kết nối giữa thiết bị và máy tính, thiết bị Remap Tool và cáp kết nối với xe trên xe, cáp kết nối với cổng chẩn đoán ở trên xe. Đầu tiên sẽ phải kết nối cáp USB một đầu với thiết bị và một đầu còn lại chúng ta kết nối với cổng USB ở trên máy tính. Chúng ta kết nối các chẩn đoán Honda. Kết nối bộ Remap Tool. Ok, sau khi kết nối xong, trên giao diện của máy tính chúng ta sẽ vào phần mềm Remap có biểu tượng logo AutoShop. Ta có thể chọn S. Đây chính là giao diện chính của phần mềm trên máy tính. Để kiểm tra xem chúng ta đã kết nối thành công hay chưa, tức là kết nối phần mềm với xe đã thành công hay chưa, chúng ta sẽ vào mục 2, tức là mục kết nối với xe. Ta kích chuột vào. Vâng. Phần mềm này hiển thị xe Ambulance 125 đời 2019 mã K66G VG1 V01. Tức là xe chúng ta được kết nối với thiết bị. Và đây là mã ID 1101 và xe đang ở hai gốc. Ok, sau khi kết nối thành công, chúng ta sẽ vào chọn mục chọn file. Chọn mục 1. Và đây là toàn bộ những cái danh sách xe mà thiết bị Remap Tool trên máy tính đang hỗ trợ. Ok, chúng ta sẽ chọn đúng cái tên của dòng xe mà chúng ta đang thao tác, tức là xe K66G VG1. Rồi đây đã bao gồm 8 cái bản map
Mã AutoShop đã map sẵn. Nhiệm vụ chúng ta bây giờ là ập chức năng Smart Key, nên chúng ta sẽ tập trung chọn vào mục file số 8 là file ập Smart Key. Tất cả những chức năng của file này anh em có thể để ý, chúng ta là để những cái gọi là ý nghĩa của từng bản map. Ok, chúng ta sẽ chọn vào file số 8 ập Smart Key. Chúng ta có thể kích đúp hoặc là kích chuột và chọn Open. Ok, sau khi mở file thành công, ta sẽ nhìn thấy cái đường link ở đây. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ kích vào mục 3, nạp dữ liệu. Kích chuột vào đây. Ok, thiết bị đang kết nối với xe. Trong quá trình chúng ta máy thiết bị đang kết nối với xe, chúng ta lưu ý là không rút kết nối cũng như là đảm bảo kết nối chắc chắn này. Một lưu ý nữa với anh em, tức là trước khi chúng ta remap, chúng ta phải đảm bảo xe chúng ta không có lỗi và kiểm tra toàn bộ hệ thống cơ khí của xe không có vấn đề gì. Điện áp ắc quy hoặc là điện áp bơm. Khi đó chúng ta bắt đầu tiến hành remap. Quá trình remap của chúng ta sẽ diễn ra trong vòng 3 đến 5 phút. Ok, trong quá trình này chúng ta sẽ đợi thôi. Vâng, máy báo quá trình remap đã hoàn thành. Chúng ta tiến hành tắt bật khóa điện để kết thúc. Rồi, sau khi remap xong, chúng ta sẽ tắt bật khóa điện. Anh em quan sát hiện tượng trên xe. Vâng. Đầu tiên, xe chúng ta đang bị lỗi hệ thống khóa Smart Key đúng không ạ? Đang bị lỗi quá trình đồng bộ giữa SU và xe. Sau khi remap xong, chúng ta ập Smart Key đi thì xe chúng ta đã có bơm xăng và không còn báo lỗi nữa. Rồi, chúng ta nổ máy bình thường. Vâng, đấy là một cái ứng dụng của chức năng ập Smart Key trên thiết bị Remap Tool PC. Sau khi kết thúc quá trình remap thì chúng ta bước tiếp theo chúng ta nên làm reset ECM để đảm bảo cho quá trình remap được tốt nhất. Ok, sau khi remap chúng ta sẽ quay lại cái phần mềm. Mời anh Thuận quay lại cái màn hình vi tính. Chúng ta sẽ kiểm tra sau khi nạp cái map ập Smart Key thì cái đuôi mã ID nó thay đổi như thế nào. Ta sẽ bật khóa điện lên. Ta bấm kết nối với xe. Vâng, nhận diện xe của chúng ta và mã ID của chúng ta là đổi đuôi thành 8767 để chúng ta nhận diện biết được rằng xe của chúng ta đã nạp cái map of Smart Key. Sau khi nạp cái map of Smart Key, nếu mà chúng ta muốn on chức năng Smart Key lại thì chúng ta chỉ cần quay lại và nạp các map còn lại, bất kỳ map nào trong 8 cái map ở đây anh em có thể quan sát đây. Chúng ta vào mục K66 này, file K66. Sau khi chúng ta ập Smart Key, chúng ta nạp file 8 mà chúng ta muốn on lại Smart Key thì chúng ta có thể nạp một trong 7 cái map còn lại, chúng ta đều on chức năng Smart Key lên. Vâng, trên đây tôi hướng dẫn anh em cách để chúng ta ập chức năng Smart Key trên dòng xe Honda điện tử ACG. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.